Xin chào cả nhà. Đây là nguyên liệu dành cho món cút nướng chao. Hôm nay mình làm cút nướng chao. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp. Đầu tiên mình sẽ cho chao. Hai cục chao bự và nước. Đây là chao bông mai. Chao này mình thấy ăn rất là ngon. Ra. Một muỗng ớt bột, nửa muỗng bột tỏi. Một muỗng rau ăn. Một muỗng dầu hào. Một muỗng nước tương. Một muỗng mật ong. Mật ong cho vào làm cho các món nướng lên màu nó bóng, nó đẹp hơn. Thay vào đó mình sẽ không dùng đường. Đường dùng là cho món nướng nó sẽ bị cháy. Cái này là dầu điều để nó lấy màu cho đẹp. Dầu điều. Sắp tới dầu điều. Rồi trộn nó lại lên. Thơm ngát ngát luôn. Rồi mình cho vào đây. Cút mình đã rửa sạch rồi. Cách rửa cút cũng như những cái video clip trước mình đã làm. Rồi trộn lên. Rồi mình sẽ để đây nửa tiếng để cho các gia vị thấm vào cút. Nếu mình có thời gian thì mình sẽ bọc cái màng nhựa thực phẩm và để tủ lạnh khoảng nửa ngày thì gia vị thấm vào cút và cút lúc này nó sẽ rất là ngon luôn. Khi nướng thì mình làm nóng lò nướng 15 phút 200 độ. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô bịch để mình nướng. Cái bịch này Rotting bag. Mình thấy bỏ vô bịch này tiện.
vàng mỏng để nướng cho nó chín đều. Thêm cho nó sốt vào luôn. Rồi lấy khay nướng. Khay nướng này đã bọc với bạc rồi, để lên tiếp. Mình sẽ chừa một chỗ không, mình sẽ chừa từ đây, mình cột lại. Rồi làm đều á. Có một lô nhỏ thông khí, mình sẽ cắt bên đây và mình để cao lên để nó khỏi, nước nó khỏi tràn ra. Đẩy vào đây bước. Đây là nước nó được làm nóng. Bây giờ mình để ngăn giữa. Nhiệt độ 200 độ C trong vòng 1 tiếng và ở chế độ 2 lửa, lửa trên và lửa dưới. Xong thơm quá, thơm quá, ngất ngát luôn. Mình lấy ra thôi, đã hết giờ rồi. Ồ, em ở đây. Ở đây thôi. Sẽ dính. Cái mùi thơm thật là hấp dẫn, không thể công lòng được, cho nên là nhà mình đã ăn hết một con trước khi cho lên đĩa. Thì món này sẽ được nhắm với bia đó, hoặc là có thể ăn với cơm bánh mì cũng được. Mình đã thử trên đây rồi, xuất sắc luôn. Cái nước sốt nó sệt lại. Nhà nhậu cùng gia đình mình nha. Cái món này nhậu rất là ngon. Và trong một lần khác mình làm món này để ăn cơm. Cúc nướng chao ăn với cơm cũng rất là ngon luôn. Đó. Thì ăn kết hợp như thế nào là tùy sở thích của mình. Chim cúc để làm món nhậu hay là món ăn thông thường hàng ngày cũng rất là hợp. Chúng ta cũng rất là nhiều sự lựa chọn. Cúc nướng chao ngon bá đạo luôn. Mình chúc cả nhà làm thật là ngon món này nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người với món mới tiếp theo.